Anh em nào có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Esteban, nạp tất cả các bác trong store, cày thuê, hải khó, leo ren, hãy liên hệ Zalo mình 0967829982. Cảm ơn anh em. Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Hôm nay anh em là một clip về gọi là đề xuất cho anh em một sự kiện tiếp theo sau khi sự kiện Capstan kết thúc. Thứ năm này là sự kiện Capstan kết thúc nha anh em. Đó. Thì trước hết đi, khoan đi để mình vô sự kiện Capstan đi. Sự kiện này á sẽ kết thúc vào thứ năm này, lúc 8 giờ sáng nha anh em, là thứ năm này. Đó. Thì anh em nào mà chưa hoàn thành lấy Hero và con Fancetcoli á thì lấy đi nha anh em, thì lấy đi nha em, lấy hai con Ri nha anh em, hai con Ri. Và đá thêm hai trận cuối nữa để lấy 2000 gen, quá tuyệt vời anh em, quá tuyệt vời. Đó. Anh em nhớ vô phần bát của Kin anh em, con Kin á lấy quà hết nha, lấy quà hết nha. Đó đó là mình nhắc nhở cái sự kiện Capstan là thứ năm ngày mai lúc 8 giờ sẽ kết thúc. À. Và hôm nay mình sẽ đề xuất cho anh em một sự kiện cho ngày mai, không biết có không nha. À, cho ngày mai. À, đó là sự kiện gì, hoặc là tuần sau được, tuần sau nếu không có tuần này, tuần sau đó là sự kiện gì? Boxing Day của ngoại hạng Anh. À, sự kiện này FCO Buy hồi trước là FIFA Buy, năm nào cũng có nè, năm nào cũng có hết. Mà năm nay chưa thấy nè, vẫn là chưa thấy. Nó qua cái ngày lễ Giáng sinh rồi, nhưng mà vẫn chưa thấy, nhưng mà hy vọng sẽ có một. Thì sự kiện này đi nó ngắn thôi nè, tầm một tuần thôi, cũng được nữa. Đó, hãy tới sự kiện Capstan. Thì ok anh em, hôm nay sẽ đề xuất một số cầu thủ cho sự kiện Boxing Day. Ok anh em, còn một số anh em trên cái chiến đàn. Thì ok anh em, bây giờ mình vô ha. Đây, của một anh em là GZ912 đây. Đề xuất cho anh em một số cầu thủ là con Gip White nè. Đó, con Decoray nè, Decoray nè anh em. Embalmo nè, đó. Billin nè, Bailey nè. Đó, con Bailey này thì đá cực kỳ hay trong màu áo của West Ham United trong thời gian gần đây em. Bailey nè, hay nè, lùa rất hay, đi bàn cực kỳ nhanh luôn, tốc độ luôn. Tiếp tục đó là Saka nè, còn Gomez nè, Nkunku nè, Van Ram nè, Doku nè, Enzo nè, còn Ferguson nè, Adachaure nè, còn Kudus, Unzi nè, còn Yosa nè, còn Enzi. Đó, đó là những cầu thủ mà bạn này sẽ đề xuất cho cái sự kiện Boxing Day. Thì nói chung là những cầu thủ này thì có một số cầu thủ mình đáng chú ý thôi, có con Van Ram nè, có thể là con Gomez. Gomez thì có rồi em, có trong sự kiện Winter Wild Card và chắc không có đâu. Saka thì may ra em, Saka ở W thì may ra có nè. Đó, còn một số vị trí khác như Enzo cũng được, Enzo cũng ngon. Doku chuyển sang vị trí lạ mà hả em, là dự đoán nha em, cái là chỉ là dự đoán thôi đó, của bạn này thôi đó. Ok, tiếp tục đây, còn một bạn dự đoán trên mình lấy trên trang nó có tên là mình không nhớ nữa. Đây nè, có con Uzi nè, đó Uzi nè, con Lupso nè, con Gakpo nè, con Materazzi, con Stone, con Lino, Enzi, Tielemans, con Lucas Bautista nè, con Gomez nè, Jackson nè, còn gì ta, Kerkes gì nè, con này khó đọc quá, Gainer nè, đó Gainer, con Lewis Foster nè, Gip White nè, Neto nè, De Gea nè, còn Doty, Archer, còn DQ. Đấy, đây là những con mà cái chàng gọi là chàng gì ta, FC Raider đây, FC Raider đề xuất nè. Thì mình thấy có một số con gọi là đáng chú ý đề xuất là con này gì ta, con Materazzi có phiên bản over 90 rồi, giờ over 92 nữa thì khả năng chắc không có đâu. Con Gakpo ST may ra có nè, may ra có. Hoặc con Lupso thì cũng có rồi nè. Còn Uzi thì may ra nè, Uzi có thể may ra, có vị trí LB là W là ok nè. Còn NG cũng được, NG là W cũng được nè. Đó. Và con Lucas Bautista nè của West Ham nè, cũng có thể khả năng. Còn Jackson của Chelsea nè, Jackson của Chelsea thì chưa có thẻ nè. Thật sự Chelsea mùa này đá chùi sụt các nè, phong độ khất thường quá, thật sự đã đang quá phong độ yếu luôn. Nên nhiều cầu thủ Chelsea không có. Đó. Còn Leno nè, Leno cũng được các em, được cái Leno cũng được. Đó. Thì đây là một số gọi là dự đoán cho sự kiện Boxing Day nè, Boxing Day. Đó, sự kiện này cũng khá ngon, rất là nhiều cầu thủ ngoại hạng Anh. Ngoại hạng Anh thì anh em chơi rất là nhiều. Chơi rất là nhiều anh em, rất là nhiều. Đó, đó là những đề xuất cho cái sự kiện Boxing Day. Đó, để anh em chơi như thế nào. Đó, dự đoán nha, dự đoán cầu thủ thôi nha, chứ chưa chắc là có hay không nha anh em, dự đoán thôi để cho anh em có một cái gì đó tinh thần chuẩn bị chơi như thế nào. À, thì ok anh em, đó là dự đoán sự kiện Boxing Day cho sắp tới, ngày mai hoặc là tuần sau. Hoặc là không có. Thì nói chung đó là dự đoán anh em, dự đoán chỉ chơi vui vui thôi, làm clip vui vui cho anh em để anh em có động lực tiếp tục và coi là chơi thực sự thôi.
Nếu sự kiện Winter Gear Card thì mình chờ ngày mai sẽ ra cầu thủ mới cho anh em quay xí ngầu. À, quay xí ngầu tiếp. Đó là sự kiện cái tiết Master Draft à. Đây Master Draft đây. Này mình chưa lấy, em chưa quay, em còn 1540 điểm chưa quay anh em. À, chưa quay. Thì bây giờ mình quay chơi chơi vài cái đi, vài cái cho cái tuần đầu tiên đi. Chờ ra cầu thủ mới đem, chờ ra cầu thủ mới và ngày mai hy vọng sẽ có một sự kiện mới nào đó cho anh em chơi cái thay thế cái gọi là sự kiện caption này, sự kiện caption đó. Đó. Để mà vào chơi chơi vài cái nha, lúc xin ngầu quay. Lắc xin ngầu anh em. À, để xem như thế nào đây. Trời ơi, nãy giờ được cái gì đây? Đây đây đây, cầu thủ 80 92 à. Mình sẽ có quay một vòng. À, quay một vòng chơi chơi thôi anh em. Chơi chơi. Còn y được con 80. Còn cái clip mà dài dài á thì để quay nhiều, quay nhiều. Này quay chơi chơi trong clip này thôi, chơi chơi thôi. Đấy. Đấy vô 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 vô. À, vô phần này. Rất là nhiều anh em được con like cơ nè, like rất nhiều nè. Để xem hôm nay mình có may mắn không. Được like cơ không? Ôi ơi. Trời ơi, đòi gen được gen, em được gen. Đó được gen cũng được. Để em quay một vòng như thế nào. Để cũng khá nhiều anh em. Quay một vòng đi. Trời gần tới con CB rồi. CB này mình kêu mình test cho anh em mình chưa test được đó nè, thật sự lấy rồi mình chưa test được đó, cả kêu mình lấy rồi mình chưa chưa có test được nữa. Tới đâu rồi, tới đâu rồi, trời ơi, tới đây sao số 2 người ta lâu dữ người ta. Ôi, cái này để coi không anh em ơi, quay cái này cũng hơi đen anh em nhỉ, hơi đen nhỉ. Tới đâu rồi, à tới đây mới ngon em, tới đây mới là ngon nè. Đó 85 95 ấy, hy vọng hy vọng. Chỗ này thì không có Messi nè, không có Messi nè, Messi ở trên, trên store rồi. Rồi vô vô vô, kiếm con Raika cũng được. Raika, Raika cái nhân phẩm nó cực phẩm luôn, nó đang được Raika nè, thật sự luôn đó, khó lắm anh em. Đấy, 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 ai cần đi. Ôi Winter, Winter, người anh đi. Ôi rồi mình xem, rồi xem, rồi xem rồi. Ôi. Mình xem tám mấy mình biết con này nè. Đấy, 88. Trời ơi được một em mốt anh em ơi. Quay hàng phát ra đi. Có cái ra được con nào đó con ngon về đây không? Đấy được cái Zendesk anh em, Zendesk rồi, Zendesk à. Zendesk này thì quá nhiều anh em được anh em, quá nhiều anh em được luôn đó, thật sự là quá nhiều anh em luôn. Con này về chơi cũng được anh em, chơi cũng tập tạm ok. Rồi làm phát nó coi, hy vọng coi kiếm cái con 85 95 đi. Trời ơi, gần tới rồi, gần tới rồi. Trời ơi trăm rồi. Tự nhiên nó cuốn theo anh em, tự nhiên quay nó lắc là cuốn theo anh em, cuốn theo. Nó cuốn theo luôn anh em, tự nhiên quay liên tục. À, sẽ quay nữa rồi. Rồi rồi rồi, rồi. Kêu quay vòng nữa mà quay liên tục đấy, quay liên tục luôn. À, trời ơi, lên tới đây rồi, sáu lên tới đây rồi. Trời ơi, sắp được vòng thứ hai rồi. Rồi lỡ quay thêm hết vòng rồi đi. Lỡ hết vòng coi như thế nào, coi cái nhân phẩm không. Rồi tự nhiên mình đang bị cuốn theo anh em, tự nhiên thấy quay quay liên tục luôn. Rồi số 1 anh em ơi. À được đủ đất anh em ơi, đủ đất ơi. Ok anh em, lắc xin ngầu này vui quá anh em, lắc xin ngầu lắc này nó ghê tay quá. Lắc liên tục anh em, lắc liên tục. Đấy số 5 rồi. Số 5 là qua luôn con kia rồi. Thôi lắc thêm một cái anh em, hết vòng thôi được rồi. Hết vòng thôi. Lắc thêm vòng nữa nha, lắc thêm vòng nó coi có hình rồi rồi cái 85 95 không. Trời ơi, qua rồi anh em, qua rồi, qua rồi. Thì ok anh em thôi, dừng lại đi. Cái gì clip lắc xin ngầu mình làm tiếp cho anh em sau ha. Lắc chơi chơi thôi, lắc chơi chơi thôi. Đó. Là chơi chơi thôi, nó sắp được con 88 rồi nè. À, thì ok anh em hay làm clip qua chơi chơi cho anh em đó, gọi là đề xuất cho anh em một sự kiện mới để anh em chơi tiếp đây, chơi tiếp đó. Thì sự kiện captain nãy mình nói đầu tại đầu clip đó nên anh em hoàn thành hết đi, còn là chưa hoàn thành hoàn tất đi đó, lên store có cái gì mà chơi chơi cho anh em không. Mình đang có 110 gen anh em, không có nhiều anh em ơi, có 110 gen à, 110k gen thôi nên mình để đó anh em. Có 110k gen thôi để đó tìm tìm kiếm nhân phẩm cho anh em chơi chơi mà chưa được đây, mình mà vẫn đang giữ lại để coi coi có cái gì không, mở chơi chơi cho anh một phát coi, một phát được kiếm Messi này. Này Messi không, này không có Messi này mời, không có Messi, không có Messi. Messi nằm ở đâu đây nè, Messi đâu rồi ta, Messi đâu ta, kỳ giấy sao không thấy Messi ta, nhớ không có Messi mà ta. Ý, ý, không thấy Messi em ơi, kỳ ta. Để mình kiếm lại cái Messi nằm đâu rồi. Không thấy Messi mà ta. Sao mất tiêu ta. Ô, em ơi, kỳ ta. Tự nhiên em không có Messi em ơi. Để mình coi lại cái Messi nằm gói nào, sao không thấy Messi ta. Rồi mấy gói này nè. À, mấy gói Winter nè, Winter Sale nè. Đây, đây, Winter Sale nè, sorry em. Nằm ở Winter Sale nè. Đấy, Winter Sale Box nè. Đây, đây, mấy có Messi nè, đúng rồi, đúng rồi.
Mấy cái gói kia không có ghê thì chứ, để bên đây mới ghê chứ này, ghê 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 ghê. Đây 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 đây. Để bên đây mới ghê này, gói này gói 12.500 này, đó, cũng khá ngon đó chứ. Để mình xem xét còn có nào mở phát cho anh em chơi chơi coi. Mở phát chơi chơi được cái Messi coi. Hai gói giống nhau ta, Ultra Pack. Ultra Pack với Winter 100 này. Đây cái gói này là cầu thủ không bán được cho anh em. Anh em để ý kỹ nha. Đây cầu thủ 8895 là không bán được cho anh em. Có nhiều anh em, rất là nhiều anh em mở gói này, ra rất là nhiều con ngon nhưng không bán được. Đây nó đẻ cho anh em 8895 là nên không, sẽ không chơi gói này. Gói đó nó thì ngon thiệt, nó ngon thiệt cho anh em nhưng mà không có chơi cái đó. Mình sẽ chơi hai gói này này, có 12 cái năm này. 12 cái năm gen này để coi có cái gì thơm thơm không. Có Messi Winter 100 này. Còn Ultra này. Ultra thì ít hơn. Nhưng mà chơi Ultra đi, Ultra các bạn được thơm hơn, được hơn anh em. Đây làm phát 12.500 gen để xem như thế nào, có hên không. Đây 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 đây, vô kiếm Messi này, kiếm Messi rồi. Đấy đấy đấy, ai cần đi Winter Brazil CM 91 thì phải, 91 sao nhỉ. Trời ơi, có 91 em. Trời ơi, đau thật chứ, có gì đúng không. Hồi không có gì hết, được combo nâu em chín nè. Con Depay nè. Trời ơi, được mấy con Red 8, 8, 8, 8 em. Thôi em, vậy là đủ rồi. Vui vui nhìn phẩm thôi, vui vui nhìn phẩm thôi. Thì ok anh em, bây giờ mình sẽ đọc những câu hỏi của anh em, những bình luận của anh em. Tại bữa nay không đọc được, là clip dài quá, bây giờ đọc cho anh em. Để chia sẻ với anh em, đây ok, vô. Mở được 93 RTW, đúng là chia xa mà đi xa luôn. Xuất hiện M35 hết đứt điểm. À, bạn này thì mở chia xa thì rất là nhiều anh em mở được, rất là nhiều người bán nên không bán được, đi xa luôn, là đi xa luôn. Nhưng mà vẫn được con MB95 anh em, cực kỳ may mắn không? Cực kỳ mắn, chờ, chờ MB thôi. Hồi tối mở bắt 85, 95 ra Luis Diaz 91, 14 em. Cực kỳ may mắn em, tuy không cao nhưng mà có may mắn rồi em, đã là được rồi. Sáng em mới mở gói sale Winter, tính để dành 6k gen mà tham quá nên mở luôn 3 gói 1250 gen ra thẻ rival, tưởng là trắng ai dè ra Sala 95 luôn, tưởng chưa tỉnh. Ai ngờ cực kỳ là may mắn em, ra Sala 95 là cực kỳ là may mắn, là chia sẻ mắn cho anh em khác. Tiếp tục mở Bắc Ri 85 95 ra được cụ Coleman 92, bán được 44 cụ, mừng quá anh ơi. Bán được là mừng anh em, mở ra bán được là mừng rồi. Chúc mừng bạn này, lấy vé bạn này may mắn em, à, lấy vé. Em Exchange ra DS 91 15 em mà con mà em có sân 90 Ren 3 thì hai con nếu đang dùng level thì nên đáng hơn dùng hơn anh ơi. À bạn này kêu là muốn dùng con DS 91 hoặc là con sân 90 thì mình nghĩ nên dùng con DS thì cho nó nhanh thôi em, cho nó nhanh. Mà Ray-Ban cũng tốt, còn sân thì nó cũng ok nhưng mà nó hơi chậm chút này. Sân thì cũng ok, cũng phải dở anh em, thật sự. Coleman 92 hay đi đích 92 sắp ra đã hợp với London. Con Vidic á thì ra ngon hơn em, còn con Coleman á thì nó lùng quá nè. Con Vidic thì đã được hơn, thủ tốt hơn, khỏe anh em. Tiếp tục em MB 91 còn ngon không anh? Được anh em, có mốt vẫn còn ok, anh em là ít coi xài được vẫn ngon anh em. Martinez GK ngon không anh? Ngon em, con GK này ngon nha, GK này ngon đó. Beckham 90 đã ổn không anh? Con này á đã thì ổn nhưng mà kêu 3 sao rất là khó xài anh em, nếu mà dùng được thì cứ dùng không sao hết nhưng mà nó hơi xáo xài nha anh em, là khó xài nha. Ok anh em, đây là những câu hỏi cuối cùng trong clip này thì anh em cứ bình luận ở dưới chia sẻ may mắn, hỏi những câu hỏi gì mình sẽ lê lên chia sẻ cho anh em. Mình vẫn trả lời bình luận của anh em bằng cái tin nhắn đàng hoàng trên chế cái video đàng hoàng, không sao anh em, còn trả lời chung luôn đó. Thì ok anh em, hôm nay làm clip gọi là đề xuất cho anh em cái sự kiện Boxing Day, à, ráng có sự kiện đó đi kiếm vài cầu thủ ngoại ăn ngon ngon em đấy. Thì anh em clip thì hay thì nhớ like share cho mình nha anh em, còn là chưa đăng ký những kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.